Hello, xin chào tất cả các anh chị. Thì lại là em Hưng đây. Ngày hôm nay em Hưng sẽ lên cho anh chị một chiếc xe cũng khá là đặc biệt. Thì sau lưng em Hưng này, trước mặt anh chị đây là một em Ford Tourneo. Thì em này thì hiện tại cũng đã dừng bán ở Việt Nam rồi. Thì Hưng cũng không hiểu lý do là tại sao. Nhưng mà nếu như quan điểm của Hưng đánh giá em này thì bề ngoài em này cũng khá là được mắt. Đó, còn nội thất thì cực kỳ rộng rãi luôn. Thì Hưng không hiểu lý do tại sao mà họ không bán ở thị trường Việt Nam nữa. Và cũng chính vì lý do rộng rãi ở trong nội thất á, cho nên em xe này nếu mà độ cá nhân hóa nội thất á, làm ghế limousine á, thì cực kỳ ấn tượng luôn. Mời anh chị cùng xem nè. Có tuyệt vời không anh chị? Quá tuyệt vời luôn. Anh chị đứng nhìn một cái nội thất cái là hết sảy luôn ha. Đấy, wow luôn. Hưng chắc chắn là nếu như chủ xe này mà đi mà mở cửa ra bước xuống xe thì người ta sẽ thốt lên một câu là wow. Bởi vì không có gì để nói nữa. Quá đẹp. Đấy, mời anh chị ngó sơ qua cái nội thất này, thấy nó quá đẹp luôn đó. Và em này đã được em Hưng nâng cấp cái nội thất này đó, với một cái bộ ghế cách năm ở bên Hưng đó. Ghế này thì cực kỳ đẹp đó, có mạ vàng, màn hình gương, màn hình lật luôn, rất là đẹp. Và bây giờ Hưng sẽ đi vào chi tiết một chút xíu cho anh chị xem nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến là cái ghế tài phụ của em này. Để đồng thanh đồng thủ với ghế VIP thì chắc chắn là em ghế tài phụ của em này phải được may lại, bọc da lại cho phù hợp với phong cách của ghế VIP đó. Và em xe này chỉ đơn giản là một cặp ghế VIP đó. Và cái nội thất của bọc da của cái ghế tài phụ với băng ba là sẽ được may lại theo cái ghế VIP. Và đối với cái ghế VIP này ấy, thì như mọi người cũng biết là nếu như lắp một cặp ghế VIP này mà không nằm trên một cái sàn Bristol thì thật sự tôi nghĩ là sẽ không đẹp đâu. Nhưng mà anh chị yên tâm đi, bởi vì khi anh chị lắp đặt ở bên em Hưng một cái cặp ghế này đó thì chắc chắn và bên đơn vị của em Hưng sẽ tặng cho anh chị ngay một cái sàn, một cái sàn quyết tội. Và hiện tại em xe này đang nâng cấp một cái sàn vân đá. Thì đối với những cái sàn lớn như thế này á thì em Hưng tặng 50% cái sàn rồi đó, tại vì em Hưng sẽ tặng nguyên một cái sàn dành cho Carnival đó. Còn đối với những em xe này á, thì cái sàn nó lớn hơn gấp đôi của một cái sàn của Carnival, cho nên em Hưng tặng luôn một nửa đấy. Và cặp ghế này hiện tại đang là mẫu cách 5. Thì mẫu ghế này nó sẽ khá là phù hợp với những cái dòng xe MPV cỡ lớn này. Cái mẫu này thì rất là đẹp, nhưng khá đáng tiếc á là quan điểm của em Hưng thì chắc nó không có phù hợp với những cái dòng như Carnival. Bởi vì sao ạ? Nhưng mọi người thấy đẹp như vậy thì chắc chắn phải to. Mà to như vậy mà lắp vô Carnival á thì chắc chắn là nó sẽ hơi chật chội. Đó, thì để vừa với Carnival á thì em Hưng lại có mẫu cách 4. Như vừa rồi em Hưng làm cho bạn Thảo Gà thì cái mẫu cách 4 này lên cũng rất là đẹp đó. Và bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm sơ sơ ha. Thì đầu tiên đập vào mắt chúng ta đây, đó chính là cái phần tay ghế rất là đẹp, thiết kế nhìn rất là hiện đại và mang tính chất không gian. Điểm xuyến cho nó đó thì lại chúng ta có thể thấy là những cái phần công tắc, những cái viền này được mạ vàng. Những cái mẫu ghế này bên em Hưng đều có mạ vàng hết. Và Hưng nghĩ nó sẽ là cái xu hướng. Bởi vì sao gọi là xu hướng? Bởi vì khi mà một cặp ghế lên có mạ vàng như thế này, màu vàng như đẹp, Hưng cảm thấy nó giúp cho cái ghế trở nên sang trọng. Mẫu ghế đã sang trọng, những cái chi tiết nhỏ nó cũng sang trọng đó. Như những cái phần này, sơn ốp lai này nè mọi người, những cái lai chạy đây nè, nó là mẫu như của Maybach vậy đó. Và cái công tắc này cũng là công tắc mạc luôn đó, mọi người nhìn cái công tắc mẫu mạc luôn, rất là đẹp. Ở đây điểm xuyến có một cái phần led ở đây, led định vị ở đây, thì ban đêm chắc có lẽ là chúng ta sẽ dễ nhìn thấy cái led định vị này hơn đó. Và chúng ta có thể nói đến phần này ha. Đầu tiên khi nhìn vào chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy, thứ nhất sưởi ghế, mát ghế, massage. Ở dưới này sẽ có ba cái chế độ nhớ ghế. Hưng nói ví dụ bây giờ Hưng nhấn phím 1 đi, đó cái chế độ nhớ ghế này, chế độ ngồi thì hiện tại nó đang ở cái chế độ này luôn rồi. Bây giờ Hưng nhấn phím 2 đi, chế độ ngủ, ghế nó tự động hóa hết tất cả mọi người. Nó sẽ tự động ngã ra, nâng chân, nâng không trọng lực lên đấy. Một cái ghế cao cấp thì mọi người thấy là đây là những cái tính năng của một cái ghế cao cấp. Và cái chế độ thứ ba có lẽ là chế độ nghỉ. Nghỉ ở đây có nghĩa là chúng ta ngồi nhưng mà cái lưng nó sẽ ngã hơn một chút để chúng ta nghỉ đó. Nó sẽ khác, nhưng mọi người có thể nhìn thấy ở đây là chế độ nghỉ sẽ như thế này, chế độ nghỉ sẽ như, chế độ ngồi sẽ như cái ghế bên kia đó. Ví dụ như nhấp vào chế độ ngồi đây như thế này, rất là tuyệt vời luôn đó. Và song song với nó đó là công hình công tắc phụ đó. Và song song với nó đó là đây là màn hình cảm ứng
khi chúng ta nhấp vào nó sẽ mở lên. Tôi mời mọi người qua bên này, mời mọi người lại gần đây để xem cái màn hình của nó cho dễ dàng hơn nha. Đây, khi chúng ta mở lên, chúng ta chạm vào, nó hiển thị cái giao diện như thế này. Chúng ta nhấp vào bên đây, nó có ba mục. Mục đầu tiên á là để chúng ta điều khiển ghế. Mục thứ hai á là để chúng ta điều khiển những cái tính năng massage. Mục thứ ba là chúng ta mở đèn led trên phần tay ghế thôi. Đó, bây giờ Hưng ra mục đầu tiên đi. Thì mọi người nhìn đi nè, giao diện cực kỳ dễ sử dụng luôn, không cần phải tiếng Việt hay tiếng Anh, vậy chúng ta nhìn vô là chúng ta biết sử dụng. Ví dụ như chúng ta muốn đây, ngã từ lưng, chúng ta nhấp vào cái lưng, nó ngã lưng, nâng lưng, chúng ta nhấp vào cái nâng chân, nó nâng chân lên. Đó, chạm vào đây nó có hai điểm lên xuống nè, chạm xuống, nâng hạ chân, nhấp vào cái tay ghế thì nó sẽ trượt tới lui. Nhấp vào cái phần ngồi á thì nó sẽ nâng không trọng lực. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Và ở trên màn hình này nó cũng có hai cái vị trí nhớ ghế, ví dụ như số 1 và số 2. Chúng ta nhấp vào số 1 nó sẽ tự động nó ra cái chế độ ngồi, nhấp vào số 2 nó sẽ ra chế độ ngủ. Rất là tiện lợi luôn. Quay trở ra thì chúng ta phải vô cái chế độ massage của em này. Thì hiện tại trước mắt chúng ta đây là cái chế độ quạt mắt lưng, ba chế độ nè. Đó, bật mắt lưng. Đó, còn đây là tắt. Rồi qua chế độ này, đây chính là cái chế độ sưởi ghế. Cũng ba cấp độ, nếu như mà anh em ở miền Bắc trời lạnh á, rất là phù hợp. Rồi đây là chế độ massage. Đây là có chế độ massage, khi chúng ta bấm vào nó sẽ tự động nó bơm massage ở trên lưng. Đó, rồi chúng ta tắt thì chúng ta chạm vào. Và nó cũng có luôn cả cái chế độ bơm đỡ lưng nữa. Ví dụ chúng ta ngồi mà cái phần eo của chúng ta bị hõm lưng thì chúng ta có thể bơm lên. Đó, bơm lên để cho nó bơm lên ở vị trí này, bơm lên để cho nó ngồi nó không có bị hõm lưng thì ngồi sẽ thoải mái hơn. Đấy, rồi rất là đơn giản. Khi mà chúng ta muốn đóng cái màn hình, chúng ta nhấp vào thôi, hai cái chạm vào đóng màn hình. Đó, và ở tay ghế trong này chúng ta sẽ có một cái sạc không dây. Bây giờ Hưng nhấp vào hai cái, nó sẽ mở cái phần tay sạc không dây lên. Chúng ta đặt điện thoại vào. Đây, mời mọi người lại gần nha. Đây, nó sạc không dây, mọi người thấy rất là tiện. Đó. Và ở trong tay ghế trong này á, phần bên kia chúng ta có thể thấy là cái cổng sạc có dây. Đấy, có cổng tiếp C và cổng USB luôn. Rất là tiện lợi, nó nằm ở vị trí này. Đó, và đối với cái ghế này anh em thì có thể là đối với những dòng xe to này á, nó có thể là nó có mâm xay 360 lắp có thể xay được, tại vì không xe, xe này lớn, nhưng mà mọi người lưu ý nè, có mâm xay là ghế sẽ hơi lắc một chút, bởi vì mâm xay cơ bản đó là trục bạc đàn. Đó, thì Hưng có tư vấn cho anh em á, nếu như mà anh em muốn có mâm xay thì ok, chuyện nó bình thường, nhưng mà có mâm xay nó sẽ có những cái nhược điểm như thế này, lắc ghế rất là khó chịu, đúng không anh em? Đó, mà đối với Hưng cảm thấy thì lắc ghế Hưng không thích lắm, tại vì chủ xe muốn có mâm xoay để ngồi đối diện ở đằng sau. Nhưng mà Hưng, cá nhân quan điểm của Hưng thì xoay ra đằng sau Hưng thấy cũng không có tiện lợi gì lắm. Đó, nhấp vào, khi mà chúng ta nhấp vào muốn xoay nó sẽ như thế này cho chúng ta. Hưng sẽ trượt tới, để Hưng trượt tới một cái rồi Hưng xoay đó. Nó mở. Cái này mắc cười nè ha. Nếu mà xoay ra như vậy, nếu mà ngồi xoay ra vậy đi thẳng xuống luôn ha. Tiện không? Tiện quá ha, ngồi đây cái xoay ra vậy cái bước xuống đi luôn. Đó, đây muốn xoay ra đằng sau thì đây như thế này. Để mở cái nữa, nó mới xoay đúng được. Phải Hưng xoay kiểu ấy là nó lóc lại rồi. Đó, đây như thế này để xoay ra đằng sau. Giờ ngồi như vậy thì bất tiện á. Đây mọi người lại nhìn thế này. Đây, đó là lý do Hưng nói nè. Đó, có thể trượt về đằng sau, nhưng mà như vậy thì nó quá gần với cái ghế băng ba. Đấy, mọi người có thể thấy băng ba Hưng đã bọc da rồi đó. Nó quá gần với cái ghế băng ba thằng này. Thì đầu gối của hai người sẽ chạm vào nhau. Nhưng mà nếu như mà cái ghế này mà trượt về đó, cái ghế này mà trượt về đi, để Hưng chỉnh một chút cái cho nó dễ. Hưng nếu mà trượt về được nhiều nữa đó, là buộc là phải nâng cái lưng này lên, chứ không đâu dưới đằng trước này. Rồi Hưng sẽ trượt về, trượt về thêm một xíu tới đây hết rồi. Đó, ở giữa ngồi thoải mái là như đây thôi. Anh em thấy cũng ngồi cũng sẽ không có tiện lắm đâu, nhưng mà ngồi ngược lại như vậy anh em sẽ dễ bị chóng mặt lắm. Cái cảm giác giống như chúng ta ngồi trên chiếc xe máy, ngồi đằng sau đi, chúng ta ngồi sẽ thoải mái, nhưng khi mà chúng ta ngồi ngược lại chúng ta sẽ bị mất thăng bằng. Não bộ chúng ta không xử lý được cái vấn đề mà bị mất thăng bằng đó. Đó, bây giờ phải xoay lại.
Mà anh em thấy đi nè, chúng ta ngồi trên ghế chúng ta đâu có thể xoay được đâu, đúng không? Chúng ta ngồi trên ghế đâu có thể xoay được đâu mọi người. Bắt buộc là chúng ta phải xuống để đứng xoay như thế này, chứ không có thể nào mà ngồi trên ghế mà xoay được. Đó, rất là bất tiện, đúng không ạ? Chúng ta ngồi trên ghế thì không thể nào mà xoay 360 được, buộc là phải xuống ghế. Vậy cũng đâu có tiện đâu. Đó, cho nên là đó là lý do mà Hưng nói là Hưng không có thích cái mâm xoay. Tại vì nói thật ra là đối với những cái dòng ghế như thế này là Hưng đã trải nghiệm có thể là đầu tiên luôn á, ở Việt Nam này á. Cho nên Hưng biết được là cái mâm xoay nó như vậy. Với lại ngày xưa Hưng cũng làm với sư phụ của Hưng là dựng ghế, mấy cái ghế này mà. Nên mình hiểu rõ là cái mâm xoay, mình hiểu về kỹ thuật nên mình biết mâm xoay nó bất tiện ở chỗ nào. Nhưng mà để bỏ được cái mâm xoay trên cái ghế này yêu cầu phải có kỹ thuật. Chứ không có kỹ thuật đâu có làm được đâu anh em. Đó, cho nên vấn đề nằm đó, cái thằng này nó không phải là tính năng. Đối với Hưng nha, đối với quan điểm của Hưng. Và bây giờ là tới cái khâu mà Hưng thích nhất nè, đó chính là trải nghiệm sản phẩm. Bây giờ Hưng sẽ lên ngồi thử nha. Đó, anh em thấy cái tư thế lên cực không anh em? Đúng không? Đó, khi mà bước xuống xe nè, đó, cực không? Xe này to nha, bước lên là cái mông chúng ta dướng cái này liền, cho nên nó nên có một cái chế độ nằm ở vị trí này. Đó, mọi người thấy không? Tại sao mà xe to thì những cái ghế to nó phù hợp? Đó, nó mới nằm ở vị trí này. Nó nên nằm ở vị trí này để làm cái gì? Đó, để chúng ta bước lên ngồi thoải mái hơn. Đó, cái mục đích của nó là như vậy. Đó, bây giờ Hưng vô cái chế độ ngủ á. Đó, nó ngã ra, nâng không trọng lực. Quá đã, này chắc ngủ luôn thiệt quá, khỏi review nữa quá. Quá đã luôn mọi người thấy không? Cái chế độ này rất là đã. Rồi, lý do tại sao là màn hình lật nè. Đó, ví dụ như Hưng nằm ở đây. Đó, Hưng không phải chồm lại để Hưng nhìn cái màn hình này, nhưng Hưng chỉ có nằm đây. Hưng vẫn có thể điều khiển được cái này, đó. Và để mà cài đặt nhớ ghế cho anh em này cũng rất là đơn giản, sẵn đây Hưng hướng dẫn mọi người luôn. Ví dụ như Hưng muốn cái chế độ hồi nãy, dù chế độ 1, chế độ 2 là ngồi với ngủ đi ha. Hưng muốn một cái chế độ mà ngồi nhưng mà nó sẽ phải rộng cái lối này đi nhiều nhất có thể để mà chúng ta nhấn vào là chúng ta đi vào, chúng ta đi vào dễ thôi. Ví dụ như Hưng trượt về đằng sau này đi. Đó, Hưng muốn cài đặt nó là chế độ thứ 3. Mọi người có thể lại gần đây xíu ha. Để những anh chị nào mà đã từng mua ghế này của Hưng mà quên cái chuyện cài đặt nhớ ghế cũng nhớ luôn. Ví dụ như chúng ta muốn cài đặt một cái vị trí nào đó mà chúng ta mong muốn thì chúng ta chỉ cần chỉnh cái vị trí đó. Chúng ta nhấn M, sớm nhất cái số chúng ta muốn. À, nó đã nhớ cái vị trí rồi, rất là nhanh, gọn lẹ. Ví dụ như Hưng nhấp vị trí 2 đi. Bây giờ Hưng nhấp cái vị trí 2 đi. Là nó ra cái chế độ hồi nãy đi ha. Đó, ví dụ như vậy đi. Đó, bây giờ Hưng muốn quay lại vị trí hồi nãy. À, nó tự động nó ra cái vị trí như hồi nãy luôn. Đó, để cho chúng ta đi vào xe dễ dàng. Thì con xe này, như Hưng vừa làm xong một cái con Chevrolet mà Hưng có up lên YouTube á, mà anh chị vào xem em Chevrolet cũng làm cặp ghế như thế này luôn, cực kỳ đẹp luôn. Mỗi chiếc là Hưng làm là mỗi khác. Thì em Chevrolet á, Hưng thấy cũng to mà hình như cái nội thất ở trong nó nhỏ hơn em này hay sao á, nhưng mà hai cái ghế lắp vào á, nó hơi cái lối đi hơi nhỏ, nhưng em này thì rất là to. Như mọi người có thể thấy là cái lối đi hơn một gang tay cộng thêm ba lóng tay nữa, cực kỳ rộng luôn. Mọi người nhìn xem nè, Hưng đi nè, người thấy không? Hưng đứng hai chân còn được nữa nè, đúng chưa? Bằng hai cái chân luôn. Cho nên nếu như mà có ra đằng sau ngồi thì cực kỳ thoải mái luôn. Mọi người thấy không? Cái lối đi rộng như thế này quá tuyệt vời. Hưng chiếc này Hưng cũng khá tiếc. Ngày xưa Hưng thích chiếc này lắm á. Ngày xưa Hưng ước mơ nếu mà Hưng có tiền là Hưng mua chiếc này Hưng độ liền. Mà không hiểu sao hãng không sản xuất nữa. Bây giờ nếu như có muốn sử dụng những cái dòng xe này chắc chỉ là mua cũ thôi. Khá là tiếc. Bởi vì cái em xe này mà mua về là độ được nhiều thứ lắm, bởi vì rộng rãi chạy cũng thoải mái nữa, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Mà không biết tại sao nữa thì theo anh chị, em xe này Hưng nâng cấp có được không ạ? À, anh chị để lại bình luận bên dưới cho Hưng nha. Và đó là những gì mà em Hưng đã nâng cấp cho em Fortunio này. À, anh chị có thấy có đẹp không anh chị? À, anh chị hãy để lại bình luận của mình bên dưới nha, xem là Hưng độ con xe này có tuyệt vời hay không. Và đừng quên follow kênh cho em Hưng nha, để ủng hộ Hưng có thêm động lực làm thêm những cái video sắp tới, những cái dòng xe mà Hưng độ tuyệt vời hơn nữa. Và sắp tới Hưng cũng muốn là độ thêm nhiều các dòng xe khác. Nếu như anh chị đang có xe và cần nâng cấp
hãy đem đến với em Hưng, hãy thử thách em Hưng để mình có cơ hội trải nghiệm, để thực hiện được những cái dòng xe và để thể hiện được cái năng lực của mình. Cảm ơn anh chị đã xem video này nha. Và bây giờ Hưng mời anh chị xem qua lại những cái hình ảnh đẹp của em Fortuneo này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại một lần nữa. Em là Hưng, đến từ Fortuneo Auto, một cửa hàng chuyên chăm sóc, nâng cấp và độ cá nhân hóa cho ô tô. Xin chào. I was down but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah. Yeah, I was down but now I'm up, 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 up. Hey. I was down but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park. All God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down but now I'm up, 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 up. Hey. I was down but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park. Yeah.